Ok, xin chào anh em nhá. Chào mừng anh em đã quay trở lại và đồng hành cùng với Tuấn Anh của Hải Phòng. Vâng. Hôm nay từ hôm qua nay thì Hải Phòng đang ảnh hưởng một cơn bão số 7. Đây là mưa rất là to luôn. Mưa ngập luôn. Thì hôm nay Tuấn Anh có mới về cho anh em được một chiếc xe cỏ cỏ tập lái tránh mưa tránh nắng đây. Quý vị chị các bạn là muốn mua mà đi tránh nắng tránh mưa thì đây là một mẫu xe khá hợp lý cho quý khách hàng. Quý khách hàng là quan tâm về cái dòng xe cỏ cỏ này thì có thể đến trực tiếp cửa hàng bên em, hoặc có thể xem clip của em thì có thể là đặt cọc, em sẽ vận chuyển xe đến tận nhà cho quý khách hàng luôn. Hôm nay thì Tuấn Anh sẽ về cho các bạn một chiếc xe Mazda 626, một chiếc xe rất là đẹp, sản xuất năm 1996, được trang bị động cơ là 2.0 biển 29H3238, màu trắng các bạn nhé. Con này thì hôm qua về em mới đăng kiểm xong, đăng kiểm luôn đó, mới tinh luôn các bạn nhé, đăng kiểm mới tinh luôn, tháng 4 năm 2022 đó. Nói chung là cái dòng cỏ cỏ này thì sơn xi của nó xước sát tí đó anh em nhé, đó không ảnh hưởng gì. Biển số rất là đẹp luôn, 29H3238 đó. Bốn bánh được trang bị la răng sắt và ốp một lớp la răng rất là đẹp cho quý khách hàng luôn. Với giá tiền thì chỉ có vài chục triệu đồng thôi đó. Các bạn đã sở hữu được một chiếc xe 5 chỗ ngồi, một trong những dòng xe phân khúc hạng C đó, rất là đẹp đó. Màu trắng nhé các bạn nhé. Lòng này thì máy của nó được trang bị động cơ là 2.0, đăng kiểm rất là dài đó. Chung là dòng này thì chẳng có cái gì để xem cả, cam kết cho anh em là nó không có bị tai nạn nặng thôi. Còn đầu loa va quẹt xước sát tiểu sơn ở cái phần bên ngoài như này thì là không thể tránh khỏi được các bạn nhé. Nội thất chiếc xe thì chỗ này thì nó hơi tối tối một chút, thì mở hết các cửa cho nó sáng tí, nó có thể nó nhìn thấy đồ sáng đó. Rời mưa rất là to luôn, rời mưa to như này mà các bác có được một chiếc xe chỉ cho dù là vài chục triệu đồng thôi cũng đã đủ để ok rồi, đúng không ạ? Nội thất chiếc xe thì bọc một bộ áo ghế bằng da đó, ghế da căng mộng luôn nhá, ngồi rất là sướng và đầm, âm thanh nghe rất là hay. Con này trần vẫn là trần nỉ các bạn ạ, trần vẫn trần nỉ. Keo chỉ con này thì lôm nhôm thôi, đạt được khoảng tầm 80% đó. Ví dụ như những cái chỗ như thế này là nó bị va quẹt, nó chạy lại rồi đó, nó không được chỉ zin. Nhưng mà con này thì cái ốc cánh cửa phía trước này, cái ốc cánh cửa phía trong này nó còn nguyên này, chưa có tháo ra này đó, từ năm 1996 giờ. Những cái cột kèo như này thì không có đâm đụng vào đây, không có đâm đụng vào đây các bác nhé. Thì thế nên là các bác cứ yên tâm và sử dụng về cái dòng xe này thôi. Vâng, nó chỉ có vài chục triệu đồng thôi đó. Đó, keo chỉ của nó thì em không dám khẳng định là zin 100%, nhưng nó chỉ còn được khoảng tầm 70%. Những cái chỗ như này là nó chạy lại, những chỗ này là zin đó. Nói chung là nó cũng có cái phần là mục mọt. Nói chung là xe này mà bảo là không có mục mọt thì không có các bác nhé. Đó, mục mọt nói chung là em cũng đã tỉa tót lại rồi, đẹp căng hết rồi, không có gì phải bàn cả. Biển số khá đẹp đó. Ví dụ như cái chỗ này đây thì đây, những cái dòng xe này hầu như là tập lái này đó, các bạn thấy đây, tập lái nên là người ta cũng mua về người ta chạy giản để ý gì, quả tí người ta không sơn lại đâu đó, khi là tập lái xong người ta bán đó. Như phần bên đây là keo chỉ của nó cũng khá đẹp đây đó, các bạn thấy tắp lô ra nhá, tắp ly ra nhá, gương kính chỉnh điện đầy đủ hết, tất cả những con ốc bản lề trông nó bẩn bẩn thế thôi nhưng mà chưa tháo ra đâu đó. Ở những cái phần bao bô lê như thế này thì bên em sẽ lại về dọn dẹp tỉa sơn này cho nó sạch này, đấy bác là thích này, sạch này, ghế da căng mộng luôn. Đấy, mới bắt về buổi tối ngày hôm qua xong nên là chưa có dịp, bây giờ hôm nay mưa thì không thể làm sơn được các bạn đó. Đó, như cánh lái này các bạn nhìn thấy keo chỉ của nó khá đẹp đúng không? Đây là phần gương kính chỉnh điện của chiếc xe. Đó, phần cốp của nó xem thì nói chung là cốp của nó thì khá là rộng với dòng này. Tất cả những cái đinh bấm dàn giật của nó thì rất là ok, không có đâm va đâm xô tai nạn vào đây các bác nhé. Đó, anh em nào quan tâm về cái dòng xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng đi. Đó, nội thất của nó thì các bác thấy được, nội thất của nó khá là đẹp luôn. Đó, đấy, các bạn thấy đây, nội thất căng mộng luôn nhá, trần nỉ nguyên bản này. Đó, giờ chúng ta vào xe bô lăng của Mazda 626 này, 4 chấu luôn. Ui, máy nháy cái lỗ ngay, trang bị màn hình to phạc luôn, chạy bằng thẻ nhớ SD và GPRS nhá, màn hình của Ford luôn các bác nhá. Đó, còi to cho vượt luôn, còi rất là to luôn.
giặt mưa phun nước ổn định. Con này chỉ tỉa mỗi tí sơn thôi mà bác nào tập lái chẳng cần tỉa đâu, để nguyên thế. Phần tắp lô tắp ly rất sạch sẽ luôn này, tắp lô tắp ly còn rất là đẹp và nguyên bản này. Đó, anh em thấy đây, nhìn cái dây đai an toàn này đã thấy thích rồi các bạn đấy. Đây cái dây đai an toàn từ năm 1996 đến giờ mà nó còn sạch sẽ như thế này thì các bác biết là xe nó như thế nào rồi. Đó. Nói chung là không thể nói mạnh được với cái dòng xe cũ này, nhưng mà với chiếc xe mà nó còn cứng cứng xe chỉ có tầm vài chục thôi thì đây cũng là một chiếc xe mà có thể nói là ok, ok luôn cho các bác luôn. Dòng này thì chẳng có cái gì để mà phải ấy cả đấy, điện đóm của nó đấy, bốn kính điện này lên xuống rất là ổn định luôn đúng không ạ? Đầu đài màn hình âm thanh rất là hay luôn, xem có cam lùi không đã. À, không có cam lùi đó, nhưng mà cần gì cam lùi cái dòng này nữa rồi. Đấy, điều hòa này, chế độ điều hòa này các bạn thấy đây. Rồi, hệ thống đèn này, sấy này. Đó, sấy kính chiếc kiếc đầy đủ hết này. Đó. Đèn còi rất là ok cho khách hàng luôn. Gương kính chỉnh điện luôn nhé các bạn nhé, không biết còn hoạt động không nhưng mà nó còn có cả gương kính chỉnh điện luôn này. Ừ, khả năng là chắc không hoạt động rồi. Đó, màn hình đẹp nhá, âm thanh rất hay luôn, âm thanh hay nhưng mà em đang bật bản quyền nên là không thể bật video được. Còn đâu các bác nào thích thì em quay âm thanh cho các bác xem luôn. Đó, nội thất đây. Nội thất đẹp luôn này, đẹp căng luôn này các bác này. Trần này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ mở phần khoang máy ra để kiểm tra về cái khoang máy của chiếc xe này nhá. Đó, ơi, đẹp luôn đấy. Các bác chỉ cần xuống tiền thôi. Rồi, đèn đóm này, đèn đóm sáng nha các bạn nhá. Con này là form mới, form 2 đẹp rồi. Đó, đèn đóm đẹp rồi. Biển đẹp luôn các bác ạ. Đời 1996. Cho các bác xem đây. Bác thấy con Mazda 626 nào mà đẹp như này không? Từ cái mặt dàn cò này mà máy lỗ êm như này không? Đấy, từ cái mặt dàn cò này các bác này. Đấy, những con ốc này nó chưa tháo, lâu lắm thì chưa tháo này, còn han dỉnh hết đây. Đấy, khô ráo này, mỗi chỗ này nó ngấm một tí dầu ở chắc là cái gioăng này này. Đó, còn đâu tất cả đều rất là ok với hàng luôn. Bỏ ra đều có 75 triệu thôi. Đấy, các bác thấy đây, các bác thấy đây. 75 triệu thôi, các bác đã sở hữu ngay về chiếc xe này. Quá ok luôn. Nếu mà bác nào mà đúng chân dòng này thì hãy nhấc máy lên alo cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Số điện thoại của em là 0816662386 hoặc 0971255863. Đó, các bạn thấy này. Đèn còi máy gầm đại chất luôn. Đó. Cabo xịn sò. Đó. Vừa rồi thì Tuấn Anh ô tô Hải Phòng cũng giới thiệu qua cho quý vị anh chị các bạn về chiếc xe Mazda 626 sản xuất năm 1996, trong động cơ là 2.0 biển Hà Nội, biển rất đẹp 3238 với giá chỉ có 75 triệu đồng thôi, đăng kiểm dài miên man luôn. Đây, đăng kiểm đến tháng 4 năm 2022. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em nhé. Xin chào và hẹn gặp quý vị anh chị các bạn.